Tối ngày 16 tháng 4, tại nhà thi đấu đa năng Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 500 khán giả đã vỡ òa cảm xúc mỗi khi cầu thủ số 9 sút bóng ghi bàn, bởi em và các đồng đội thi đấu đều là cầu thủ khiếm thị. Đây là một trận đấu giao hữu giữa các cầu thủ nhí được tập luyện chuyên nghiệp và trẻ khiếm thị trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Các cầu thủ bình thường cũng phải được bịt kính mắt và cùng thi đấu, chỉ theo bóng bằng âm thanh và mường tượng không gian, nhưng tất cả các cầu thủ đều thể hiện hết mình và cống hiến một trận cầu đầy cảm xúc. Trước đó, để trải nghiệm cảm giác sút bóng trong tối, hơn 20 văn nghệ sĩ cùng các danh thủ Công Phượng, Đông Triều, Văn Thanh, Tuấn Anh, A Hoàng, Hồng Duy đã xuống sân thi đấu. Tuy nhiên đây là một thử thách quá khó. Tham gia chương trình, các danh thủ cùng đông đảo văn nghệ sĩ mong muốn tiếp thêm tình yêu bóng đá cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và phát triển năng khiếu.